Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024. Sau ngày mai, dự kiến nhiều khu vực tại Bắc Bộ sẽ bắt nhịp đón nắng nóng trên cả nước. Còn trong chiều tối và đêm nay, mưa dông xuất hiện tại bộ phận phía Bắc, trong đó có bao gồm Thanh Hóa và Nghệ An, vẫn được cảnh báo sẽ có khả năng xảy ra kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và ngay sau đây sẽ là bản tin chi tiết. Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở quanh ngưỡng từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, trời phổ biến có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Còn nhiệt độ cao nhất sẽ chạm ngưỡng từ 30 đến 33 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời chủ yếu nhiều mây. Chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 30 đến 33 độ, phía Nam từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở quanh ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Còn tại phía Nam, nhiệt độ cao nhất sẽ chạm ngưỡng từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất toàn khu vực sẽ phổ biến từ 21 đến 24 độ, còn nhiệt độ cao nhất sẽ chạm ngưỡng từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cuối cùng là khu vực Nam Bộ, trời phổ biến có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất sẽ cao dao động ở ngưỡng từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, trời nhiều mây, có mưa to và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm trung bình 59%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lạc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, trời nhiều mây, có mưa to và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, trời nhiều mây, có mưa to và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 69%. Khu vực Triệu Sơn, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định và Thiệu Hóa, trời nhiều mây, có mưa to và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm trung bình 69%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Nông Cống, trời nhiều mây, có mưa to và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 67%. Thị xã Bỉm Sơn, trời nhiều mây, có mưa to và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 68%. Thành phố Sầm Sơn, trời nhiều mây, có mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 81%. Thị xã Nghi Sơn, trời nhiều mây, có mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 71%.
Thành phố Thanh Hóa trời nhiều mây, có mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 67%.